Trong những thời gian tôi ở khu du lịch sinh thái Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tôi có đến thăm một cơ sở gia đình làm nghề kinh doanh hải thủy sản và nem chua, cộng với các công việc vận chuyển khách du lịch trong khu vực sinh thái Hải Tiến. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn bởi vì đây là những cái địa điểm mà du khách cảm thấy rất là hài lòng, là những cái địa điểm mà rất là tin cậy. Đây là các du khách trong khu vực sinh thái Hải Tiến đến quầy hàng của gia đình để mua hàng. Đây là gia đình đang đong nước mắm này. Siêu nhân đỏ à? Và đây tôi cũng xin giới thiệu, đây là anh chủ cơ sở. Vâng, cơ sở của mình là ngoài cái kinh doanh về hải thủy sản và sản xuất nem chua, thế còn làm cái công việc gì nữa không anh?
Dạ, ở đây là nhà đó cơ sở sản xuất nem chua, sản xuất nước mắm cốt và các loại đồ khô hạt sản cung cấp xỉ lẻ. Vâng. Ngoài cơ sở ra thì ở đây nhà đó có dịch vụ thuê xe điện, chở khách du lịch tham quan chùa chìm và các mọi hoạt động của du lịch ạ. Vâng, chỉ có xe điện ạ. Dạ vâng, xe điện và xe hoa, xe ô tô có cả. À, tức là xe ô tô và xe điện, xích lô và xe đạp đuôi. Vâng. Vâng. Thế bây giờ là tôi xin phép anh tôi được chia sẻ những cái hình ảnh của các cái phương tiện mà giao thông chúng ta phục vụ khách du lịch trong cái khu vực du lịch sinh thái Hải Tiến nhé. Vâng ạ. Vâng. Chúng ta sẽ quan sát những cái hình ảnh của các cái phương tiện giao thông như là xe điện, ô tô và xe đạp đôi, xích lô. Ngày anh bạn ở đây. Ngày anh bạn ở đây, ôi thằng thế anh đi. Lại nhá, lại nhá. Mưa. Mưa. Mưa đâu? À, bãi biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa. Rồi, cảm ơn anh, em rất cần mọi người. À, ok, bây giờ anh cùng với chúng tôi là trong lúc giờ đấy các đội khác hãy cùng với chúng tôi có những màn khởi động dần đơn giản thôi để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Ok, cảm ơn nhạc lớn rồi đúng không ạ? Đây là buổi sáng ngày thứ hai, đêm qua vừa mới có cơn dông và mưa và sáng sớm nay cũng mưa, cho nên là những du khách tắm biển vào những cái thời điểm như thế này là rất ít. Rồi, ok, bây giờ ta hỏi cái gì trả lời cái đấy nhá. Ba em đâu và ba em đâu? Ăn sáng chưa mà yếu rồi. Rồi, trưa sáng bây giờ mình chơi làm sao cho tối ăn hết sạch nhà hàng rồi. Được chưa? À, trưa ăn hết nhà hàng rồi. Đã xong chưa? Rồi được chưa đây? Tay đâu là tay đâu? Giơ tay lên nào? Bây giờ mình sẽ vặn vẹo một tí, giơ cả hai tay lên cao. Cả nhà mình nghiêng sang phải nào. Nghiêng sang trái. Ngả ra sau. Ngả bao giờ? Ngả hẳn một người đằng sau. Ngả nữa, ngả nữa. Bây giờ ngả ra trước, bán một người này trước. Thòng ra lên đá một cái. Ồ, ok. Ô đâu là ô đâu. Bây giờ mình cho lại là nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ mình nắn nhau, nắn nhau. Bây giờ mình cù nhau. Bây giờ có một trò thế này. Hàng nào bị cù mà chạy ra khỏi hàng phải thua. Phạt chống đẩy cả hàng. Phạt chống đẩy cả tim, đúng chưa? Ok. Ô đâu là ô đâu? Bây giờ mình lên cao 30 phân thì cù nhất. Không cù cũng bị phạt, không cù cũng bị phạt. Rồi, ok, ok, rồi, xin cảm ơn, khởi một tí, rất đơn giản thôi, bây giờ như thế này nhá. Mỗi đội là một hàng, em sẽ hô những khẩu lệnh, ví dụ dài nhất, ví dụ ngắn nhất, các anh chị làm. Okay.
đến đây tôi thấy có một cơ sở có những cái thiết bị chuyên vận chuyển phục vụ khách trong khu du lịch sinh thái Hải Tiến. Đó là xe điện, xe xích lô và xe đạp đôi. Số lượng xe rất nhiều như thế này mà chiều qua khi tôi đi qua địa điểm này chỉ còn 1-2 cái xe dựng lại ở vị trí tập kết, còn đâu là các du khách mang thuê mang đi để sử dụng trong cái khu vực du lịch sinh thái Hải Tiến. Và tôi cũng có muốn gặp anh chủ cơ sở và cũng chính là chủ cơ sở làm kinh doanh hải sản và làm nem chua mà ở đoạn đầu video chúng ta đã gặp, đã tiếp xúc. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là anh chủ cơ sở vừa kinh doanh hải thủy sản lại vừa làm cái công việc mà vận chuyển khách phục vụ trong khu du lịch như thế này. Anh cho chúng tôi biết là cái số lượng xe của các anh, cả xe đạp điện, xe xích lô và xe điện, xe ô tô điện là bao nhiêu chiếc không? Hiện tại gia đình chúng cháu bây giờ hiện tại là xe xích lô gồm 20 chiếc và xe đạp đôi là 30 chiếc và xe điện là 4 cái xe điện, xe ô tô điện của khách đi du lịch tham quan, đi chợ hải sản, đi tham quan khu du lịch, đi đền chùa tham quan của khách trong thời gian bất cứ lúc nào phục vụ yêu cầu của khách để tham quan khu du lịch Hải Tiến chúng tôi. Tức là du khách đến đây sẽ đặt cọc và thuê xích lô, thuê xe đạp điện. Vâng. Thế còn cái ô tô điện thì gia đình có lái xe và đưa du khách đi xe. Có lái xe đưa đón khách đi luôn. Vâng. Đây chính là cái logo của cái cơ sở vận chuyển khách nhà mình đây. Đó là cơ sở Nhân Thành 36. Vâng. Và thú sinh cũng đã giới thiệu với các bạn một cơ sở sản xuất kinh doanh hải thủy sản và làm công việc vận chuyển khách du lịch trong khu du lịch sinh thái Hải Tiến. Và đến những cái hình ảnh này tôi xin dừng hình tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn đã đến với cơ sở kinh doanh hải thủy sản và dịch vụ đưa đón khách tham quan. Tôi xin dừng hình và cảm ơn các bạn đã theo dõi.